Xin chào tất cả các bác ạ, chào mừng các bác đã trở lại với kênh Việt Anh Vinh Tage Quyết. Trước tiên rất cảm ơn các bác đã quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em là Việt Anh chuyên về kính mút, nhẫn mật lửa, đồ cổ, đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Để tránh mất thời gian em vào phiên ngày hôm nay, ngày trước vào phiên thì các bác nào mà chưa kênh của em, bác có thể ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình bên phải và kèm theo ấn nút đăng ký theo dõi kênh và ấn nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi em có video thì các bác sẽ nhận được những cái tiếng tin nhắn tút tút của hệ thống tút gửi cho các bác qua tin nhắn để báo rằng là em vừa lên video, vì ngày nào hàng ngày em đều có video. Và phần cuối hôm nay thì em sẽ có một cái buổi chia sẻ về vấn đề là hack tài khoản đấy, và làm cách nào để biết được hack tài khoản. Thì sau khi chia sẻ kính xong thì em sẽ có cái vấn đề chia sẻ. Ở đây là góc độ chia sẻ và những quan điểm của em, cũng như có một chút kinh nghiệm đó là muốn chia sẻ với các bác về vấn đề đó. Để tránh thời gian em vào luôn phiên ngày hôm nay nhé. Ngày nay em có cái kính gì? Ngày nay thì là em có một cái kính Meckler chứ Rodenstock chữ H nhá. Sau đây các bác là đây là Rodenstock chữ H size 140. Đây là một trong cái dòng kính mà size to bản to nhất của dòng Rodenstock, size to bản to cầu to. Ở những cái dòng này thì là nó sẽ rẻ hơn với dòng Solex CH. Tại sao thế? Bởi vì là những cái hãng này nó làm ra sau với Solex CH, Solex và Solex đòn gánh hay là Solex sấm châu, Solex quả trứng, thì tất cả những cái dòng dòng kính Solex ra thì hãng này ra sau thì nó sẽ khác một chút xíu thôi, nó không khác nhiều, nhưng về vấn đề giá cả thì lại rẻ hơn rất nhiều đó. Một cái kính dòng Rodenstock GH này size 140 là trong như một trong sang dòng mà size to bản to hiếm có, khó tìm nhất, có giá là 14 triệu 600 nghìn. Em sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó là sẽ đi chi tiết bên trong. Mỗi phiên kính thì bao giờ em cũng ngoái cổ, lắc cổ, lắc đầu. Để các bác biết rằng là dù mình đi vào những thời tiết nào hoa ổ gà ổ voi thì nó cũng không rung, không xô lệch cũng được, bởi vì là khi mình đeo kính nó lỗ trên khuôn mặt rồi đó, đó là cái giá trị nói. Và đến bây giờ là phần đi chi tiết bên trong nhá. Ở càng bên phải thì nó có một cái chuyện tròn, đây là cái biểu tượng logo của hãng kính Rodenstock ngày xưa nó như thế đấy nha, một cái chuyện tròn nó đấy. Tất cả những cái sản phẩm mà em bán ra ấy thì là các bác biết rằng là em là bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, các bác yên tâm về giá cả về chất lượng sản phẩm. Bây giờ đến lượt càng bên trái thì nó có chữ 140 và Dakota, và chuôi nó có ba cái chuôi này thì nó có ba cái lỗ tròn. Ba lỗ tròn đây là cái biểu tượng logo của hãng nó dập nhé, 140 này và logo và Dakota này. Các bác nào mà xem trên hình ảnh video nó cảm thấy nó mờ, nó có rằng yêu cầu em chụp một ảnh trực tiếp qua Zalo để phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của cái kính đó đấy nha. 140 và biểu tượng logo của hãng Dakota. Đây, ba cái lỗ đây. Đấy. Mọi thứ nó phải rõ ràng, mọi thứ nó phải chi tiết. Vâng. Còn ở cầu giữa thì nó có chữ 1 trên 20 12K vào một và biểu tượng logo kèm theo bên cạnh là 18 micron. 1 trên 20 trên 12K. Đây là trong một trong những cái dòng kính mà phải nói là cái dòng kính gọi là size to bản to nhất của dòng Rodenstock chữ H. Kính thì nguyên zin toàn bộ rồi, độ mới thì là trên 90%, con này thì nó rơi vào đến 95 96%.
Mỗi một sản phẩm bán ra là bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. À, các bác nào ở Hà Nội có thể qua nhà địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. À, số điện thoại là 0916566826, cũng là số Zalo của em. Các bác ạ, các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng là em sẽ gửi bằng con đường như là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nó cảm thấy nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí là em gửi phương tiện đó. Về thời gian bán hàng thì là em sẽ bán từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, bất kể ngày hay là tối đều tiếp khách và giao lưu với bác bình thường. Bất kể đó là ngày gì, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết em vẫn giao lưu, vẫn bán hàng bình thường. À, trước khi đến thì bác cứ alo trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất, vì em hay đi gửi hàng cũng đi giao lưu đồ cổ đồ xưa một số các bác ở khắp mọi miền tổ quốc đất nước. Các bác cứ điện thoại trước thì em sẽ sắp xếp thời gian để nghênh tiếp bán từ xa, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì lắm lúc em lại đi vắng. Cho nên nó rất là khó, với cái điện thoại trước thì là em sẽ dành hết toàn bộ thời gian để tiếp đón các bác. Kính còn rất là mới, rất đẹp nhé. Cái này là mắt thủy tinh và nâu tràm. À, cái dòng này thì một số bác lớn tuổi lại có hay có sở thích là bỏ mắt này đi và đeo vào cái mắt viễn thị thì cũng được. Đó là do cái sở thích thôi. Chứ còn thật ra những dòng này thì đeo mắt trà thì nó đẹp nhất. Vâng. Giá là 14 triệu 600 nhé. Đấy, 140 Dakota và ba cái logo tròn của hãng ở chuôi, rất hiếm, nguyên zin nhá. Ở bên này, càng bên này, càng bên phải đấy, nó có một cái logo tròn. Các bác nào mà xem trên hình ảnh video cảm thấy nó mờ, nó không rõ ràng, yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo. À, đó là cái giá trị em nói như thế. Em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của cái kính đó. À, về hình thức mua bán thì các bác nào chuyển khoản em bao ship, còn các bác nào mà chọn hình thức ship code hay gọi là giao hàng thu tiền ấy thì vui lòng đặt cọc 100k. Đó là quy định của bên em là như thế. Đấy, các bác thấy không? Không có rơi, không có xô lệch gì cả, đỗ nguyên trên mặt. Em phải ngoáy để chứng minh và minh chứng các bác rằng là như thế. Rolex nhá, kính sản xuất thập niên 1950, bọc vàng này. Đó, mọi cái thông tin thông số là em cũng đã chia sẻ từ nãy giờ rồi. Và cầu giữa là 1/20 trên 12K 18 micron. Đây, cầu giữa đây. Giá là 14 triệu, 14 triệu 600 các bác nhé. Chuẩn giá rồi, bởi vì con 140 lại một sang một size to bằng to là hiếm lắm. Rất ít khi về. À, mọi thông tin thông số kỹ thuật cũng như là mô tả chi tiết thì bao giờ em cũng mô tả bên dưới cái video của kính hay sản phẩm gì đó. À, gồm phần mô tả chi tiết về cái kính đó cũng như là địa chỉ, số điện thoại Zalo, giá cả rất là rõ ràng đó. Thì các bác chú ý nhớ là xem cái video rồi xem cái phần thông tin mô tả bên dưới là có địa chỉ nhà, số điện thoại Zalo, mọi thứ là công khai minh bạch rõ ràng. Tại vì thật sự các bác là em chơi đồ cổ đồ xưa và bán đồ cổ đồ xưa thì cũng hơn 20 năm rồi, nhưng tham gia cái video, tức là tham gia trên kênh YouTube này thì là phải 5 năm rồi. Nếu còn bán ở ngoài con phố Trường Chinh em thì là trên 20 năm. Thế còn là 5 năm vừa rồi là em triển khai kênh YouTube. À, đó là cái giá trị em nói các bác là như thế. À, bây giờ là đến phần góc độ chia sẻ về vấn đề gọi là hack tài khoản. Tại sao là em nói ngay từ lúc đầu là vấn đề chia sẻ tài khoản? Bởi vì là vào ngày 31 tháng 12 2020 vừa rồi thì nó có một xảy ra một sự việc, đó là trước đó một vài ngày thì là ca sĩ Vân Quang Long có mất ở bên Mỹ.
thì là đến ngày 31 thì là có một cái nick ảo trên Facebook nó lập là đặt tên là Hàn Thái Tú. Thật ra ca sĩ Hàn Thái Tú thì là chính thức là đứng ra lo liệu tang lễ ở bên Mỹ cũng như là đưa thi hài của ca sĩ Vân Quang Lăng về. Thì tại sao em mà nói là cái chủ đề đó nó sai nó lệch mà liên miên lan man ở đây không nói nó có sâu chuỗi được câu chuyện hết, đó là câu chuyện hack tài khoản. Và em chia sẻ cách các bạn để biết để tránh tình trạng bị rơi vào những cái tình huống như thế. Và đó là cái giá trị, bởi vì là trong cái giao dịch ở trên mạng này thì đa phần là bây giờ là chuyển khoản là nhiều, cũng như là các đối phương đối tượng hay gửi số tài khoản, nhiều khi kích vào đường link là chết. Đấy, em sẽ chia sẻ từ video bắt đầu là từ video 2001 là em sẽ chia sẻ sâu hơn ở phần cuối để các bác nào nắm được rồi thì không cần phải nghe nữa. Còn một số các bác nào mà các anh các chú các bác nào mà chưa nắm được về cái khâu đó là khâu chuyển tiền chuyển khoản hay là nhận tiền nhận nhận chuyển khoản của anh em bạn bè hay là của người mua hàng người bán hàng người đối tác các thứ thì mình sẽ có kinh nghiệm, mình không, sẽ không bị vấp phải đó. Nên nói tiếp với câu chuyện về ca sĩ Vân Quang Long là mất, thì là đến ngày 31 thì có con nick của Facebook ảo Hàn Thái Tú lập lấy hình ảnh ca sĩ Hàn Thái Tú thì lại chat, tức là có cái gửi Messenger đấy gửi cho vợ Hàn vợ của Vân Quang Long thì có nói rằng là bây giờ đưa thi hài về thì là phải cần một số tiền là 100 triệu, và 100 triệu thì bây giờ là nó mới nói giả giả là bây giờ là trong tài khoản là không còn mà chỉ còn tiền mặt, mà thời gian của bên Mỹ bây giờ là ngân hàng đóng rồi, tức đóng cửa rồi, thì bây giờ là bảo vợ Vân Quang Long là phải chuyển gấp để gửi cho bên nhà tang lễ để họ làm cái thủ tục để đưa thi hài về, thi hài ca sĩ Vân Quang Long về. Thì chị vợ của Vân Quang Long cũng chủ quan, không tức là không xác minh lại, không xác minh đấy. Không xác nhận mà cũng không nhận. Nguyên tắc của nó là tí em sẽ nói sâu như này nhá, phải xác minh đấy, không xác minh mà khi đối tượng đang gửi Messenger thì chuyển sang Viber, nhắn tin Viber đấy thì nói thế là lúc sau nói chuyện một hôm, một lúc sau thì vợ ca sĩ Vân Quang Long lại chuyển chuyển tiền cho cái số tài khoản đấy đó, cho số tài khoản mà lấy nick là Hàn Thái Tú, Facebook cái Hàn Thái Tú thì chuyển vào số tài khoản đó 100 triệu, nhưng lập tức lúc sau là bốc hơi bay luôn. À, tại sao là cái chủ quan đấy, thật ra là do lúc là trong một tăng đang ra bối rối, cũng mong muốn là gặp chồng quá cố quá chồng mất, thì cho nên là nó có cái bối rối nó không được tỉnh táo hay là cái minh bẩn lắm. Thì ví dụ như anh em các chú các bác hay sau này gặp người nhà hay ai đấy thì phải nhắc nhở có cái xác nhận xác minh, cũng như là mua bán không chỉ em bán hàng cái này mà rất nhiều các bác cũng là những người bán hàng, còn em biết có những bác bán về thiết bị xây dựng ô tô xe máy hay cái gì đó mình cũng phải đề phòng những trường hợp như thế đấy, đề phòng những cái trường hợp như thế. Nếu mà thật ra cái nick Facebook đấy thì là Hàn Thái Tú đấy thì nó là thằng này nó là Việt Nam chứ không phải Mỹ. Còn ca sĩ Hàn Thái Tú chuẩn và xịn và đúng là ca sĩ Hàn Thái Tú ấy thì cũng đang ở Mỹ, cũng ở gần mấy cái khu mà Vân Quang Long ở bên Mỹ đấy, ở gần bên đấy, cho nên là đứng ra lo tang lễ cho ca sĩ Vân Quang Long. Cho nên là người vợ lầm tưởng rằng là như thế. Đấy, vấn đề lầm tưởng. Cách làm sao mà để biết rất đơn giản. Đầu tiên lấy một xong là các bác cũng thấy nhá, anh em có người là mình đầu tiên là mình phải gọi số điện thoại chính, có tốn tiền một tí cũng được. Số điện thoại chính nếu mà không gọi được yêu cầu là phải gọi video call. Video call là gì? Gọi là video hình ảnh. Cái quan trọng nhất là video hình ảnh, bác dù các bác ở Mỹ hay ở đâu thì bác gọi bằng FaceTime. Vì FaceTime là nó sẽ gọi được luôn tất cả, cho dù bác ở cái đất nước nào, nó Nam Phi hay là Bắc Cực, Nam Cực cũng gọi bằng FaceTime được. Nếu FaceTime không gọi được thì mình chuyển sang gọi đó là video của cái Messenger, đó là video của Facebook đấy, tức là video trong phần Messenger đấy, hoặc là cái video trong cái Viber. Trong Viber nó có gọi thường và gọi video, và Zalo cũng thế,
Bây giờ tất cả những cái trang mạng xã hội nó đều tích hợp, kể cả Twitter hay Instagram, nó đều tích hợp hết, có thể là ngoài gọi thông thường ra gọi video. Gọi video để biết rõ là mặt ngang mũi dọc có đúng là ca sĩ Hà Đại Tú không. Đấy, mình phải có những cái đấy, có cái xác nhận như thế. Đó là cái vấn đề gọi là xác minh để xác nhận lại xem nó có đúng không. Đấy, nhưng mà nhiều lúc tăng ra bối rối thì không được. Thì đấy, hôm nay cũng có một câu chuyện chia sẻ thế. Thì ca sĩ Quách Thành Danh họ có một chia sẻ trên Facebook rất là dài vấn đề đó. Thế em thì đọc lướt qua thôi vì em bận không có thời gian đâu. Vì cơ bản từ trước ngay từ đặt cái vài tháng hay là ngày mùng 1 ngày mùng 1 Tết vừa rồi, Tết đây vừa rồi thì em cũng có cái bài góc độ chia sẻ về hack tài khoản như thế, và em cũng nói luôn là tắt đầu từ đầu 2021 em sẽ chia sẻ sâu về cái vấn đề này, và vấn đề những cây kính mà giả nhái thì em sẽ chia sẻ sâu hơn. Đó là cái giá trị của nó. Đấy, các bạn thế thôi. Vì hôm qua em cũng nói tại sao là em nói là có thắc mắc bảo tại sao gửi hình ảnh hay là gửi video hay gửi link em không xem. Thứ nhất là một là hoặc là hơi em không xem. Muốn em xem đầu tiên phải gọi điện thoại số chính của em. Đầu tiên là gọi số chính em, sau đó là em yêu cầu là gọi video call. Đấy, là phải gọi video call em, fake là gọi FaceTime hoặc là gọi video Zalo, video Viber, ok được. Biết mặt nhau đã, mặt ngang mũi dọc nào, quan trọng nữa là mua bán với nhau nhiều lần thì em mới xem, chứ còn lạ hoắc lạ hơ là em mới xem. Bởi vì những thành phần lạ hoắc lạ hơ, lạ hoắc lạ hơ nhá, gửi đường link đa phần là hack tài khoản, nói thẳng luôn. Mà thành phần hack tài khoản này đa phần là người Quảng Nam, Quảng Trị hay là Đắk Lắk cả thứ gì đấy. Ở đây nói không phải phân biệt vùng miền hay là mỉa mai, ở đây em không phải nói là vấn đề là dạy đời lên lớp hay chỉ bảo, đây là góc độ chia sẻ, góc độ chia sẻ và những quan điểm của em là như thế. Bởi vì sao, những cái trang như dân trí hay dinh.vn là họ cũng nói rất nhiều rồi, nhưng mà hay bị dịp cuối năm rất nhiều người bị ở dính vào cái chuyện hack tài khoản như thế, hoặc là mất tiền mà các nó hơi gọi là dở hơi đấy, là như thế. Thì ngày ngày hôm mùng 1 thì em có chia sẻ một đoạn cuối video của nó là cái vùng lũ Quảng Bình, vợ của một anh chiến sĩ bộ đội cũng bị mất khoảng 70 triệu, và cái thằng đấy sau đấy khoảng mấy ngày thì bị bắt, sau đó chưa đầy một tháng là xử khoảng 10 năm tù giam. Nhưng cái thằng đấy thì nó dễ bắt hơn ở cái chỗ là, thứ nhất là nó đầu tiên nó gọi số điện thoại chính đấy, thì bằng những cái biện pháp nghiệp vụ công an họ sẽ tìm ra được ngay. Ở trên này thì em không nói thẳng ra bởi vì là em cũng không có anh em người nhà làm trong ngành, em cũng nắm một chút như thế. Chứ có cậu em là học về công nghệ thông tin cách đây hơn 10 năm bên quân đội, công nghệ thông tin quân đội rất nhanh, kể cả giấu địa chỉ IP chỉ trong vòng 10 phút, trong vòng từ 10 từ 5 đến đến 10 phút là sẽ tìm ra được nó đang ngồi ở cái máy tính nào, đang cầm cái điện thoại để sử dụng cái dấu địa chỉ IP đấy để làm vào cái mục đích xấu như hack tài khoản hoặc là gọi là hacker phá trang gì đó thì sẽ tìm được ngay. Đấy, xem các bác hết sức tỉnh táo. Nếu mà nghi ngờ đầu yêu cầu gọi video call. Gọi video call thì nó không thể lệch đâu được. Thứ nhất là cái giọng nói của cái người đó có đúng với những cái hình ảnh video mà mình đã xem trước đây không, đấy, và có khuôn mặt nó có thật hay không. Nếu mà gọi được số điện thoại chính thì mình phải biết được à, cái đồng chí này là nó nói trên video là giữa nói video và cái số điện thoại mà chính họ đưa này giọng nói y hệt nhau. Thứ hai là khi gọi video call, gọi video hình ảnh đấy thì là khuôn mặt hình ảnh giọng nói giống hệt nhau thì đúng là người thật việc thật. Chứ còn bây giờ những thành phần mà đã hack tài khoản mà cũng dùng để lừa đảo ấy, nó không bao giờ nó gọi điện, đa phần nó chỉ nhắn tin. Mà những cái thằng ở Đắk Lắk mà cái vụ ở Quảng Bình đấy nó gọi điện thì thực sự mà nói thì nó thuộc vào dạng nghiệp dư thì mới thế. Còn đã những cái thằng mà nó lừa đảo chuyên nghiệp thì nó không bao giờ, nó đầu tiên nó gửi Zalo, app Zalo hoặc nó gửi những cái tin nhắn Messenger Facebook, nó gửi đường link. Bởi vì là năm ngoái và năm nay em vấp một lần, nhưng mà em nhìn cái đường link em biết ngay là link giả mạo, em nhìn biết ngay link thật, link giả, link có virus em nhìn biết ngay. Cái máy tính mà dùng nó chậm hay là nó có hiện tượng virus cái em nhìn biết ngay, lâu năm là có kinh nghiệm là biết hết các bác người này. Thì bác biết rằng là nó gửi đường link qua Facebook của em nhìn cái nó bảo xem này, nhưng mà mày chưa đủ tuổi, em chỉ nhắn câu đấy, nó đơn giản
Bởi vì thứ nhất là em nói này không phải nói đây là nói chê bai hay là mỉa mai bất kỳ ai gì cả. Bởi đối với những thành phần hack tài khoản, đó là lừa lọc và kiếm đồng tiền trên những mồ hôi nước mắt của người khác, thì mình phải có cái hành xử nó phải thật nặng để có tính chất răn đe. Đó là quan điểm của em như thế. Đây là góc độ chia sẻ. Thế còn ca sĩ Quách Thành Danh ngày hôm 31 ấy, thì buổi chiều buổi tối 31 thì có chia sẻ trên Facebook là cũng đăng nhờ cộng đồng mạng để truy tìm dấu vết của thằng đấy. Thật sự là cũng hơi khó bởi vì là nó chỉ nhắn tin. Chứ nếu mà nó gọi điện thoại thì chắc chắn là thì em cũng nhờ anh em sẽ tìm được thằng đấy, sẽ nhờ phải tìm ra được móc thằng đấy ra được, là cho nó ươn người luôn được. Nhưng vì sao là nó chỉ nhắn tin thôi, và vấn đề nhắn tin và nó xóa dấu vết thì rất nhanh. Thứ hai nữa là nó sẽ dùng một cái địa chỉ IP ảo. Địa chỉ IP ảo này nó sẽ là nó mượn địa chỉ IP ảo từ bên ngoài, và thực chất là nó chỉ ngồi ở Việt Nam thôi đấy. Nếu còn có số mà đăng ký Viber thì nó dùng số khuyến mại thì thật sự nó cũng bỏ ngay đấy. Đấy là một cái góc độ kinh nghiệm. Các bác ví dụ như các bác là những người bán hàng hay là những người mua hàng, chỉ gửi số tài khoản nếu có yêu cầu là tôi mua cái này, tôi chuyển khoản, thì gửi số tài khoản, còn không cung cấp một gì cả. Còn nó gửi cái đường link này vào cung cấp vào kích vào cái đường link ấy, ấn chữ đồng ý là chết đấy. Đặc biệt là những đối tượng nước ngoài. Em ví dụ em luôn, cách đây khoảng 2 3 tháng có một thằng nó bảo nó đang ở nước ngoài, nó gửi cái Zalo, ấn kết bạn Zalo cũng đồng ý. Nó chụp cái ảnh lấy nước ngoài đấy thì là ảnh của nó, là không phải của nó, em khẳng định luôn. Ảnh của cũng là người Việt Nam đứng ở chụp một cái sân golf của nước ngoài. Thì em nhìn qua em biết, thế mà không vì em đi nữa, em đi châu Âu mà biết, vì cái khung cảnh nước ngoài với cảnh vật nước ngoài, cảnh Việt Nam nó khác nhau. Thì là nó mới hỏi kính này, xong chốt vào giá, xong bây giờ nó bảo đang nước ngoài nó mua cho một người Việt Nam, nó gửi địa chỉ. Thì em mà nhìn cái địa chỉ cái thì bắt đầu lại cũng đã nghi ngờ rồi, vì địa chỉ nó không minh bạch rõ ràng, vì gửi địa chỉ lại không có số điện thoại đấy, không tức là gửi địa chỉ cho người Việt Nam nhưng không có số điện thoại. Thậm có một trường hợp còn gửi nó không gửi địa chỉ, nó bảo cứ giờ nó chuyển khoản, nó gửi đường link, nó đồng ý. Thế là em không nhắn tin gì cả, em mới gọi lại 2 cuộc không nghe máy, gọi sang cuộc thứ ba nó tiền nó chặn luôn, và nó cũng không liên hệ gì nữa, không nhắn tin gì nữa. Mà từ lúc đấy nó chỉ có nhắn tin hỏi nọ hỏi kia đấy. Thật sự mà nếu một lúc đấy mà nó nghe điện thoại của em, mà đặc biệt là nghe cái điện thoại video call của em, thì chắc chắn là biết mặt nó, biết mặt nó thì kiểu gì cũng phải móc ra được. Mà móc ra được thì cũng không phải nhẹ đâu đấy. Đấy là cái kinh nghiệm. Bởi vì các bác cứ mua cái gì thế, đồ cổ đồ xưa hay mua gì ở đâu ấy, mua của những người mà họ đã lâu năm rồi, bởi vì người ta không bao giờ đánh đổi, không đánh đổi cái sự uy tín đâu. Đấy là đây là chị em chia sẻ các bộ kinh nghiệm, vì em cũng với anh em Sài Gòn cũng Hà Nội hiện giờ làm cũng khá tốt. Những người buôn bán lâu năm ấy, là thứ nhất là người ta không bao giờ đánh đổi, bởi vì người ta đã có thương hiệu rồi thì người ta không được gì đánh đổi ba cái lăng nhăng này nha, nó đặt vài triệu vài chục triệu không giải quyết gì cả. Đấy là có chia sẻ, có độ chia sẻ cả vài trăm triệu là như thế. Đấy em nói cái góc độ như là rất là ngắn gọn như thế. Tại vì là các bác biết rằng là khi mà chuyển khoản thì bác chuyển khoản cho ai đó đúng không ạ, thì đầu bác phải xác minh xác nhận. Đầu tiên bác phải gọi số chính trước, sau đó là gọi video call, gọi là video hình ảnh đấy, để mình xác nhận xác minh xem à tôi mua của anh này có đúng cái anh này ở trên kênh YouTube này hay là kênh Facebook này hay kênh Zalo này không, có đúng không, giọng nói khuôn mặt hình ảnh có giống không, mặt ngang mũi dọc có giống không, đúng không. Khi xác minh đã đúng rồi thì nó là cùng với địa chỉ rồi thì ok, thì nó là chuẩn. Chứ bây giờ nó cứ gửi đa phần hack tài khoản nó chỉ gửi tin nhắn, không bao giờ nó gọi điện. Đấy, trừ những cái trường hợp nó nghiệp dư, nó gọi là mới vào nghề thì nó gọi điện để là gọi là cái động tác tâm lý đấy. Và gọi điện thì các bác cũng phải để ý nhá, bác yêu cầu gọi video bao giờ thế, gọi vì những gọi điện thì nó đâu có số khuyến mại có, và cái số thậm chí số máy bàn có, máy bàn thì nó lại máy bàn nó kiểu kiểu như là cái bộ Trung Quốc ấy,
nó sang cái tỉnh Quảng Nam Quảng Trị, nó thuê những cái thành phần amateur vớ vẩn, nó cài mấy bản cài số mà khi nó đặt, có nghĩa là khi các bác gọi đến thì nó bản nhạc là xin mời bạn gọi lại, hoặc là bản nhạc nó có thể là backup dữ liệu được, để hết sức chú ý. Đấy là cái góc độ mà em muốn chia sẻ với các bác như thế. Thế còn vấn đề mà các bác mua hay bán, em nói rồi, chỉ gửi số tài khoản, không gửi cái gì cả, không kích vào đường link, không ấn cái gì cả. Thì kích đường link cái thì bác là nó sẽ xâm nhập vào máy các luôn. Đấy, máy tính hay là điện thoại thì nó sẽ xâm nhập vào, đánh cắp, nó biết được mật khẩu nó thôi, nó đấy, là con ăn cắp hết. Đấy, trở lại câu chuyện của vợ Vận Quang, vợ của ca sĩ Vận Quang Long thì là mất 100 triệu. Thế nó là chị thông báo hết luôn cho tất cả anh em bạn bè và các ca sĩ đồng nghiệp. Và sau đó ca sĩ Quách Thành Danh có rất là bức xúc, có đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân đó. Nhưng cái điểm khó đấy nhất, điểm khó là nó chỉ cái thằng mà ăn cắp 100 triệu đấy thì của vợ Vân Quân Long ấy, thì là nó lại dùng tin nhắn, không có cuộc điện thoại. Đấy, các bác hết sức rút kinh nghiệm trong cái vấn đề đó. Mình đang băn khoăn lăn tăn là như này, cho dù mình có đăng có về vấn đề tâm lý hay gì đó, mình cứ làm một gọi video call, nhất là mình nói chuyện như thế thì nó cái ngôn ngữ cơ thể rồi ngôn ngữ khuôn mặt nó hiểu nhanh hơn là tin nhắn. Vì tin nhắn một số các bác lắm lúc mà viết không có dấu cơ, em đọc không thể, nó không thể hiểu được đấy, rất khó. Thì có thể nhờ anh em con cháu người nhà và gọi một video call, nhìn thấy mặt nhau, có khi là nói có thể tiếng nó không rõ nhưng mà có thể qua hình ảnh ngôn ngữ khuôn mặt là sẽ biết được ngay đấy. Và với lại này, nhưng mà khi đã gọi video call ấy, thì những đối tượng mà nó xác định lừa thì nó 99% sẽ dễ bị bắt, khẳng định luôn. Chỉ cần có hình ảnh khuôn mặt một cái thì bên cơ quan công an họ sẽ tìm ra rất nhanh. Đây là bằng cái biện pháp nghiệp vụ, chỉ ở trên này thì em không thể đi sâu được, nó không thể nói chi tiết hơn được cái này đó. Ở đây chỉ nói ngắn gọn là bằng các biện pháp nghiệp vụ, bên cơ quan công an họ sẽ tìm ra và lần ra dấu vết được và sẽ bắt tại trận ngay được. Tại trận ngay chỉ trong một vài ngày, giống như cái trường hợp mà ở Quảng Bình ấy, bắt cái thằng đang ở Đắk Lắk đấy, thì đấy đó là một cái ví dụ như thế đấy. Có đấy là em cái góc độ, đây là góc độ chia sẻ và những quan điểm, không có dạy đời, không có lên lớp gì cả. Bởi vì đối với các cậu trẻ tuổi thì những vấn đề này các cậu rất là nhanh, nhưng đối với các anh các chú các bác thì là đôi khi thì là vấn đề về sử dụng công nghệ về máy tính hay điện thoại nó sẽ chậm, và dẫn đến là tình trạng là khi bị đối phương nó kiểu nó hối thúc hay dục là chuyển khoản đi, hoặc là tôi gửi tiền nhé, tôi gửi tiền qua số tài khoản, đọc số tài khoản tôi gửi thì trong nó bảo là kích vào đường link đấy là chết, kích vào đường link là chết luôn. Cứ đường link cái bắt đầu là chưa đồng ý, cái nó biết được mật khẩu OTP cái thôi hỏng luôn đấy. Còn như trường vợ, trường hợp vợ Quách Long thì là do tin nhầm đấy, vội vàng trong trong vấn đề là đưa thi hài về. Chứ nếu mà chỉ cần tinh một chút thôi, gọi điện video call, gọi điện video Facebook hoặc gọi video của Viber thì thật sự là sẽ nắm bắt được ngay. Và nếu gọi video thì nó không dám nghe máy, nó sẽ nại ra một lý do là ở chỗ này ở nhà tôi đang đông người thế nọ kia không tiện, thì phải xem xét lại đấy, phải xem xét lại ngay lập tức. Nếu đã giục chuyển tiền thì phải yêu cầu gọi video call đấy, phải biết mặt biết ta biết người chứ, đúng không ạ? Đấy là cái góc độ chia sẻ. Video đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ em thời gian qua. Xin chào, hẹn gặp lại, tạm biệt các bác.